Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Đó, rồi bơm nổ đâu? Rồi hôm nay là mùng 4 đại gia đình chúng tôi là đi picnic. Hey Ken, làm cây xúc xích con đây ha. Hey Cherry, đây mẹ đại gia đình đó, mọi người thấy không? Trời ơi, ăn gì mới vui vẻ chứ ở nhà bốn bức tường trong thành phố Hồ Chí Minh quá ngọt. Đũa chị cánh Cherry đó, quá đầy đủ luôn. Cô Liên là cô sẽ làm nhiếp ảnh đó cho mọi người. Cô Liên làm camera đó, về lên YouTube nha, YouTuber đó. Rồi xin chào quý vị khán giả nha, hôm nay mùng 4 Tết rồi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Đó, dòng người rất là tấp nập. Bơm nổ ơi, ai bơm nổ em này mới có 2 tuổi rồi không biết nói nhưng mà chạy thì nhiều. Nói cho cô hết hồn à. Nói đi. Ăn gì, ăn gì. Dòng người rất là tấp nập. Cho con nè. Đây, đại gia đình chúng tôi. Cảm ơn mẹ. Ôi mẹ chưa? Đó, thôi giờ này sáng giờ đi mệt rồi, giờ ngồi xuống ăn coi. Đó, các bạn ngại thiếu vậy. Ở đây là có quanh hồ, mọi người hầu như là đang như cắm trại đó. Mùng 4 Tết mà không ngờ khi mà vô cổng là không có gửi xe nổi luôn đó. Đông dễ sợ luôn. Chị ơi, mắm tương gì đâu cũng vào đáy hết. Đó, kia ra ngoài là bỏ mắm tương vô đó. Đâu cũng vào đáy hết. Bỏ nó rộng không được, đổ bỏ kia ra ngoài được cô, ở ngoài. Rồi. Có cái đoàn xe lửa đi qua. Hôm nay Phương Văn quay chia sẻ cho mọi người ha. Rồi mọi người về tìm cái kênh YouTube của em là Phương Văn Official, sẽ up lên đó, mọi người cùng xem. Phương Văn, con về con gõ lên rồi cho mẹ xem, cô sẽ up lên. Bơm nổ đâu nè, hay cho con bơm nổ bà chào cái ơi. Nhỏ chứ có vỏ đi dữ lắm không à con. Ok rồi, thôi bây giờ tạm gác máy đi, ăn đây. Rồi sau khi đã no say, bơm nổ đã nằm xuống rồi, đã bơm nổ mơ về đâu rồi không biết. Sau khi đã tàn cuộc mọi người ơi. Chém hết nhiêu đây rồi. Đó, cái Tết đó. Rồi hai mẹ con selfie nè. Em đi hay. Cả lời ba biết không? Ngon. Đi về mắt là biết dư đủ rồi. Ở bơm cũng ngon, bơm trả lời ba biết thôi. Dạ ngon. Ngủ ngon à? Bơm ngủ ngon mà trả lời. Bơm ngủ ngon mà cơm bơm còn trả lời được à? Anh em thôi bệnh. Mình mà không để cho mở ra, thế mình để cho anh nghèo anh đòi. Rồi lấy cái miếng muối ra. Rồi. Ủa nè. Cô Thảo chu đáo quá. Cô Thảo rất là chu đáo. Để hồi đi tiếp ha. Rồi hiện tại là ở Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi mà đi dã ngoại ngày 14 xong hết mọi thứ rồi. Cơm nho rượu sai rồi, bây giờ bơm nổ ngủ thôi. Cho đi có ngủ không, nằm xuống chút đi. Cho đi nha. Sau khi đã nhậu say, thật ra mà nói đôi khi đi ra ngoài dã ngoại ngoài này cảm thấy nó không khí trong lành, nó vui hơn. Ở nhà mình 4 bức tường. Vậy là năm nay là mình đi xuyên suốt mà. Bắt đầu chiều 30 bỏ phố lên rừng. Chiều 29 là 30 đó, tại năm nay đâu có 30. Rồi bỏ phố phố lên rừng là đi mãi cho tới mùng 2 về, sáng mùng 3 về là đi chùa, cái là ngủ một giấc, mùng 4 đi tiếp. Qua chùa nào vậy? Qua chùa nào? Chùa U Đàm á. Chùa U Đàm. Ở chùa U Đàm. Cô giáo dạy. Bắt đầu đi lên khu vực, lên khu cầu thang, đi xem cái gì đây. Ở đây mà đi chắc tới chiều cũng chưa hết nè. Nhiều khu vực rộng lớn nhiều quá. Đi nhiều lần rồi mà quay trở lại thì mỗi lần đi thì nó cũng thấy khác. Ô, chú Tinh Tinh. Không, tôi lười. Được. Nhìn mắt cười quá. Ở đây cũng nhiều rác. Ôi, nhìn cái mặt này. Hello. Hello. Ở đây là khu vực cho nuôi nha. Đâu? Ồ, cổ có con công đuôi dài ghê vậy. Còn có mấy con gì nữa kìa mẹ. Rồi, đây, đây là con công. Ui, hồi nãy con công. Quay lại xem nè, trời ơi, chú Đười ơi, chú ngồi. Đâu rồi? Ngồi ăn. Mặt đẹp trai ghê ha. Mặt đẹp trai ghê ha. Đây. Đây con công. À, ở đây khu vực nuôi linh cẩu đây hả? Ô, con kia nó đang nằm ngủ kìa. Rồi, để quay đây xem nè. Ồ, một cái thành này rất là cao. Trời ơi, anh nằm kìa. Trên tivi mình đâu thấy bụi cửa đó mà. Ồ, to quá chịu to luôn. Sao con nhìn chủ hình nó dữ lắm mà ta. Ôi. Đó, mấy con đang ngủ say sưa. Đó, ở đây là khu vực nuôi lên cẩu, cái thành cao khoảng là 3 mét. 3 mét mấy á. Cái này chỉ có thể là dựng sẵn vô đây xong rồi con nó lấy nó ngã. Nó vậy kìa. Nó vậy rồi. Nó cao. Ồ, nó vậy rồi, nó vậy. Nó cũng mệt. Đây khu vực. Đó, mọi người đi vẫn đông đúc. Sau khi buổi trưa xong rồi, bây giờ tiếp tục cuộc hành trình, quay view quang cảnh cho mọi người xem. Nhưng mà đi không hết đâu, mỗi chân lắm, bây giờ còn nhiều lắm, không thể nào đi hết được. Ở trong chuồng này có 2 con hả ta? Có 2 con, nhiều con lắm, nhiều con, nó nằm ngủ chưa? Đó, đây cận cảnh nha. Đó, ghê chưa? Con ném nha. Thôi không có ném đồ với con, không có ném đi, không có ném. Không có ném cái này. Nè, cái quay lại coi. Hey. Đó, nó bắt đầu nó dậy rồi kìa. Nó dậy rồi. Nhìn cái con này thấy sợ quá không? Đó, nó ngủ tiếp. À, nó sống trong cái khuôn viên này người ta. Đó, người ta làm cái khuôn viên cho mày nè, cái thành cao khoảng chắc là hơn 3 mét quá. À. Để cho nó đừng có thoát ra được. Thoát ra được thì thôi, rất là nguy hiểm. À, mọi người đang chọc nó vậy nè. Đó. Đó, nó vươn vai. Vươn vai. Con này mà thú hoang nhìn thấy ghê quá luôn á. Nó lên cẩu á. Bây giờ nó hiền rồi, hình như nó già á mẹ. À, nó về sống trong rừng, đem nó về nuôi thành ra nó hiền lại. Nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Động vật quý hiếm mà. Cái này chọi đồ ăn cho nó. Đồ ăn đâu, có đồ ăn đâu. Trời, nó vươn vai rồi, wow. To. Cái bánh mì cái thịt này nó ăn được á. Đúng rồi gà cho bánh mì cái thịt nha. Trời ơi, ngủ say sưa nè. Con thấy nó sáng rồi. Đây có con gì với mày không? À, đây. Đó, có con gì kìa? Có con rái cá. Con rái cá. Ồ, rái cá. Đây là Bơm ơi. À, con rái cá. Đó, con rái cá nó hụp lặn xuống đây có 2 con. Lần đầu tiên có thấy con rái cá. À, nó có đôi có bạn rồi kìa, nó hụp lặn với kìa. Bơm nổ lại đây là Bơm nổ. Đó. Đây, con gái cả. Đó. Kia, kia bom. Đó, ra cá. À. Làm dữ vậy? Ô, nó nhìn nè rồi. Rồi cận cảnh rái cá luôn. Đây, con trai nhìn rái cá nha. Alo. Nhìn tin rồi. Ôi, bữa nay mới thấy. Nó nhìn mình chắc là nó muốn đồ ăn hay sao á. Rồi, đây hai con. Có đôi cô bạn. Hello. Bom nổ thấy gì không? Bom nổ. Bom nổ ơi. Thấy gì không? Hả? Rồi giả cả. Đó. Đó, dòng người rất là đông đúc. Gấu đen. Bom nổ ơi, ra đây coi con gấu đen nè. Đây con gấu đen kìa. Đây đi đi gấu đen đó, gấu đen nè. Đó. Gấu đen, hai con gấu đen to bự luôn. Trời ơi. Nó đang tắm nắng. Đang nằm chơi. Đang nằm chơi, hai con gấu to bự luôn. Nó đang ngủ. À. Nó rất là thông thả. Mọi người quay phim chụp hình mấy chú gấu đen vẫn vui vẻ nhẫn nhơ. Trời ơi kìa. Đó nó nằm nè. Đó. Đằng kia gấu đen. Còn anh đằng kia anh đang đi nữa. Đó. Ôi con gấu to bự luôn. Gấu đang di chuyển. Nó mọc rồi đúng không? Ôi con gấu. Ôi cận cảnh luôn mọi người ơi. Ôi con gấu đen kia. Cận cảnh luôn mọi người ơi. Nó mập quá à. Gấu nó bự. À, ở đây người ta bao cho cái khung, nó không thể nào mà nó thoát ra được ha. Cho nên cái khung thành này nó phải đi xuống đi nữa là khoảng 3 mét. Tầm 3 mét nữa. Chú gấu nhởn nhơ vui vẻ. Ở đây đông người nên nó quen rồi, nó không có ở đây. Gấu, gấu đen. Nó là ăn vậy. Giơ tay em. Đi mệt rồi. Ôi cái con gì nó bay. Con cò. Đây quanh bờ hồ, mọi người đang ngồi đây nghỉ ngơi. Giờ quay quang cảnh xung quanh đây. Mọi người lót bạc. Con chạy nước. Rồi, đại gia đình mình ngồi xuống đây. Ê, anh ngồi luôn. Bom nổ mệt rồi.